một thành phố hiện đại đang phát triển thuộc đồng bằng Bắc Bộ, một thành phố mà nơi đây đã từng là kinh đô thứ hai của nhà Trần, cũng là quê hương của triều đại nhà Trần, một triều đại với hào khí Đông A đầy hào hùng của dân tộc ta. Đó chính là mảnh đất linh thiêng Nam Định, nơi mà chỉ nhắc tới mọi người sẽ nghĩ đến tên Trần trên mảnh đất Phủ Thiên Trường xưa tại Lồng Vượng, thành phố Nam Định. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng mình đang có mặt tại đền Trần Nam Định. Nơi đây từng là Phủ Thiên Trường cũ, cũng là kinh đô thứ hai dưới thời Trần của nước ta. Và hôm nay mọi người cùng theo chân tụi mình đi tham quan và khám phá ngôi đền này nhé. Và mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Và bây giờ thì đi thôi. Hiện tại đền Trần Nam Định đang được mở rộng xây dựng để trở thành di sản văn hóa thế giới với mức đầu tư lên tới 700 tỷ đồng. Vì thế mà mọi người có thể thấy quần thể di tích hiện tại lớn ra sao. Khu di tích đền Trần Nam Định bao gồm 3 công trình kiến trúc chính: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và đền Trung Hoa. Phía trước có cổng Ngũ Quan, qua cổng là một hồ nước hình chữ nhật, chính giữa phía sau hồ là đền Thiên Trường. Xung quanh khuôn viên đền Trần là những bóng cây xanh để mát mẻ, hồ nước trong xanh tạo ra cho nơi đây một vẻ đẹp vừa cổ kính linh thiêng, vừa bình yên và dễ chịu đó mọi người. Ở chính giữa của quần thể đền Trần, đó chính là đền Thiên Trường, thường được gọi là đền Thượng, được xây dựng trên nền thái miếu và cung trùng quang của nhà Trần, mà trước nữa là nhà thờ tộc của họ Trần. Có một điều đặc biệt tại đền Thiên Trường mà không một nơi nào có được, đó chính là những viên gạch hình đồng tiền, hay có thể nói là hình chữ thọ. Những viên gạch này hình vuông, bên trong là hình đồng tiền hình tròn, tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Mọi người có biết không, cung trùng quang là nơi các thái thượng hoàng nhà Trần sống và làm việc sau khi đã rời ngai vàng, đứng từ xa để hỗ trợ cho các vua con của mình. Nên các bạn có thể thấy triều đại nhà Trần vô cùng sáng suốt, một triều đại mà coi con đường tu đạo là đỉnh cao sau khi đã giữ vững được Giang Sơn. Tại đền Thiên Trường là nơi để bàn thờ và bài vị của các vị có công với nhà Trần, 14 vị vua nhà Trần cùng các phu nhân, hoàng phi và thủy tổ nhà Trần. Mà mọi người biết không, tại đền Trần thì nổi tiếng nhất đó chính là khai ấn đền Trần, được diễn ra đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ trời, đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông và cũng là tín hiệu nhắc nhở chấm dứt ngày Tết, thực sự bắt tay vào công việc. Còn ngày nay thì sau phần lễ hội tại đây tổ chức đóng dấu son đỏ trên các tờ giấy vàng chia phát cho những người tham dự buổi lễ, chia về cho tại nhà để cầu phúc, cầu may mắn, tránh mọi hoạn nạn rủi ro trong năm. Một nơi đầy linh thiêng và cổ kính mà mọi người biết không, nơi đây cũng có nhiều đoàn khách đến để chụp ảnh như đoàn khách nhí chụp ảnh áo dài kia đó mọi người. Phía trước mặt mọi người đó chính là đền Bố Trạch, hay còn gọi là đền Hạ, nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài là người có công lớn giúp nước ta giữ vững được bờ cõi với 3 lần đánh tan giặc Mông Nguyên. Đặc biệt, ngài còn được nhân dân gọi là Đức Thánh Trần. Đền Cố Trạch là nơi thờ Hưng Đạo Vương, cha mẹ ngài, vợ cùng các con của ông, ngoài ra còn là nơi thờ gia tướng thân tín của ông. Và có lẽ mọi người thấy nơi thờ Đức Thánh Trần ở nhiều nơi rồi phải không? Còn lăng của ngài mọi người có biết ở đâu không? Theo mình tìm hiểu được thì trước khi ngài mất đã dặn dò mọi người để thiêu thân xác, còn cho cốt bỏ vào trong lọ rồi trồng cây lên trên đó. Có thể thấy được Hưng Đạo Vương là người tài đức mẹ toàn phải không mọi người? Chính vì thế ông còn là một trong 14 người anh hùng của dân tộc Việt Nam, là một trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thế giới, vô cùng đáng tự hào. Ngoài lễ khai ấn đền Trần tại đền Trần Nam Định, còn có hội đền Trần được tổ chức vào tháng 8 âm lịch để tưởng nhớ Hưng Đạo Vương đó mọi người.
Hiện tại mình đang có mặt tại đền Trung Hoa, nơi được xây dựng trực tiếp trên cung Trung Hoa xưa kia của nhà Trần tại phủ Tiên Trường, nơi được coi kinh đô thứ hai của nhà Trần. Đền Trung Hoa nằm bên trái đền Thiên Trường, được xây dựng mới từ những năm 2000 trên nền cung Trung Hoa xưa, nơi các hoàng đế nhà Trần về tham vấn các vị thái thượng hoàng. Đặc biệt trong đền Trung Hoa có 14 pho tượng đồng của 14 vị hoàng đế nhà Trần. Ngoài ra tại đền Trung Hoa còn là nơi thờ các quan văn, quan võ cùng hội đồng các quan. Mình đang trong nhà trưng bày các di tích thời Trần. Nơi đây có những hình ảnh về cuộc chiến tranh kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Đây là bức tranh kháng chiến lần thứ 3 chống quân xâm lược Mông Nguyên. Những biểu đồ trận đánh. Và đây là tượng quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo Đại Vương. Đây là tháp uống thời Trần. Trải qua bao nhiêu thời gian nhưng mà nó vẫn giữ được màu sơn. Trước mặt mọi người là bức tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ở phía sau ngài là cọc. Đây có lẽ là những chiếc cọc được sử dụng trong cuộc kháng chiến quân Mông Nguyên. Những chiếc cọc này thì đã giúp cho nhà Trần từ bấy giờ đánh đuổi được quân Mông Nguyên ra khỏi nước ta. Một cuộc chiến rất là vẻ vang. Đây là cuộc tiến công chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ hai. Ở dưới là những hiện vật, những lát gạch, những cống nước ở thời Trần. Đây là một sảnh đất nung. Những họa tiết hoa văn như con rồng thời Trần uốn lượn. Bên này là vũ khí, những viên đạn pháo. Đây là cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Nguyên. Đây là bức tượng sát thát. Chắc mọi người cũng không ngại gì khi nhìn thấy bức tượng này. Bởi vào thời Trần bấy giờ thì tinh thần kháng chiến chống giặc bảo vệ Tổ quốc rất là cao. Cho nên là khi có quân Mông Nguyên đến xâm lược thì những người anh hùng, những người chiến binh quyết hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Khắc lên tay mình chữ sát thát để nâng cao sĩ khí. Ở đây là có những kiệu đầu rồng. Ở bên trong đây là những cuốn sách thời Trần. Trải qua thời gian thì nó cũng đã bị mục nát đi rồi, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được chữ ở trên đó. Trước mặt mọi người là tháp Phổ Minh. Cái tháp này thì có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh nó, cho nên mọi người cùng đón xem video mà bọn mình làm sắp tới nhé. Bên đây là có hệ thống tổ chức quân đội nhà Trần này. Đứng đầu là vua. Dưới vua là các chức võ quân cao cấp. Rồi dưới đó là các quân hiệu. Rất là nhiều.
Ồ, ở đây có một cái đầu rồng này mọi người. Mọi người có để ý không? Tối quá nhỉ. Đó, một cái đầu rồng. Rất là đẹp, ở bên đây nữa. Ồ. Cái đầu rồng này là mọi người nhìn thấy dễ nhất này. Rất là to luôn. Còn đây là ngói. Ngói lá đề. Những viên gạch để xây nhỉ. Hoa văn hồi xưa các nghệ nhân quá tỉ mỉ luôn. Đó. Hồi xưa thì các nghệ nhân toàn đục đẽo bằng tay thôi. Mà mỗi một viên như này, mà hoa văn như này thì đục thì không biết bao giờ mới xong. Thật sự rất là tài giỏi. Ở đây còn có một bức tượng vua Trần Nhân Tông Niết Bàn tại chùa Phổ Minh. Đây là bức tượng Niết Bàn mà không phải là Phật. Thường thường thì ở Việt Nam chỉ là những bức tượng Phật nằm Niết Bàn. Còn ở chùa Phổ Minh thì là tượng vua Trần Nhân Tông đang nằm Niết Bàn luôn. Rất là thú vị. Khi đến Đền Trần thì mọi người nhớ ghé vào nơi đây để có thể chiêm ngưỡng lại những dấu tích thời xưa của nhà Trần nhé. Đền Trần là nơi mà mọi người nhất định phải đến để hiểu thêm về lịch sử, để hiểu về sự thịnh vượng của thời Trần, ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên, để biết được sự khó khăn của ông cha ta để giữ gìn bờ cõi đất nước và thêm yêu quê hương, yêu đất nước. Cảm ơn mọi người đã cùng chúng mình tham gia cuộc hành trình này. Hẹn gặp mọi người ở những video sau.